Hi, xin chào anh em cô chú bác quan tâm tới kênh Rio qua Tuấn Hình nè. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em cô chú bác Rio nội địa của Nhật ha. Hàng này cũng rất là độc ha. Tính ra thì hàng này nó cũng hơi hiếm hơn so với búa. Đó. Đợt này cũng trước mình bán búa thì có rất nhiều anh em hỏi Rio ha. Cho nên đợt này mình kiếm được một số cây mình tương đối ưng ý mình đăng lên cho anh em xem ha. Ok. Số 1 ha. Cái số 1 nó khắc 4 chữ của Nhật vậy ha, nó có ba cái tia nhìn rất là ngầu ha. Ở đây nó có tem nữa nè, rất là ha. Cái này còn bén nữa. Cái này tính luôn cán thì nó 7 lạng. Ok. Cái đầu này dùng tạm đóng cái đinh ngắn ngắn cũng được ha. Rồi, cái số 1 còn 207 nhé. Cái số 2 thì cái form nó khác cái số 1 ha. Mình nhìn thép cây số 2 rất là đẹp ha. Rất là đẹp ha. Cái điều chỗ đây nó bị mòn nha. Chỗ đây nó cái lưỡi nó bị mòn á. Mình đánh lên cho anh em thấy cái chỗ này nó bị mòn ha. Cái này về anh em mài theo ý của mình nha. Đó. Cái này nó nhẹ ha. Cái này tính luôn cá nó nặng 5 lạng thôi. Cái này 220 ngàn nha. Cây số 3 thì nó nặng không có cán nhưng mà nó cũng nặng bằng cây số 2, nó nặng 5 lạng ha. Nó dày hơn. Dày hơn ha. Lưỡi cái đoạn này cũng còn tương đối bén ha. Nó cũng có phong cách của Nhật nè. Rất là đẹp. Đây, cây số 3 này 220 ngàn nha. Cây số 4 thì anh em nhìn kích thước thì nó bằng cây số 3. Nhưng mà nó dày hơn cây số 3 rất là nhiều. Đoạn này nó cũng dày hơn ha, anh em dùng đóng đinh được nè. Đó. Cái này tới 4 tia ha. Bên này 4 tia, bên này 3 tia. Rất là đẹp. Cây này nó nặng nặng 7 lạng nha. Cái này nặng 7 lạng ha. Cái này 280 ngàn nha anh em. Rồi, ok. Cây số 4 280 ngàn. Cây số 5 nó cũng nặng bằng cây số 4 ha, nó to hơn, form to hơn, nó nặng hơn. Form to hơn mà nó nặng bằng thì nó sẽ mỏng hơn một tí. Này còn rất là đẹp ha. Rồi, cái số 5 cũng 258 luôn nha. Cái số 6 là cái form này thì khác mấy cái form kia ha. Anh em xem cái này thì anh em về tra cán nha nha. Mấy cái này cũng vậy ha, anh em về tra cán nha. Tra cán này chắc cũng không quá khó ha. Cái số 6 này 170 ngàn nha. Nó có cái logo gì đây mình nhìn cũng không có rõ lắm ha. Rồi, ok, cái số 6 170 ngàn. Rồi. Thì tạm thời thì mình có một vài cây rìu Nhật như vậy ha. Anh em xem thích món nào thì liên hệ với mình theo số điện thoại 076 8632 039 nha. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.